Trở lại Champions League sau một năm vắng bóng, câu lạc bộ Juventus sẽ tiếp đón nhà vô địch Hà Lan là PSV Eindhoven trên sân nhà Allianz. Đây mới là trận đấu chính thức đầu tiên giữa hai đội trong lịch sử. Câu lạc bộ Juventus đã bị cấm dự cúp châu Âu năm ngoái. Chuỗi 11 mùa giải liên tiếp tham dự Champions League của đội bóng này đã đi đến hồi kết. Sau khi cán đích ở vị trí thứ ba tại Serie A mùa trước, Juventus sẽ hướng đến mùa giải thứ 24 tham dự Champions League. Đây là kỷ lục ở Serie A, nhiều hơn đội xếp sau là câu lạc bộ AC Milan 3 lần tham dự. Juventus từng có hai lần đăng quang vô địch C1 nhưng họ đã thua 7 trận chung kết, trong đó có 5 trận ở kỷ nguyên Champions League, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Băng ghế huấn luyện của Juventus vừa trải qua một sự thay đổi lớn khi huấn luyện viên Marc Allegri chia tay câu lạc bộ sau mùa giải năm ngoái. Thiago Motta được bổ nhiệm sau khi giúp Bologna về đích ở vị trí thứ 5 mùa trước và giành vé tham dự Champions League. Dưới sự dẫn dắt của Thiago Motta, Juventus khởi đầu mùa giải này rất ấn tượng với những chiến thắng với tỷ số 3-0 liên tiếp. Tuy nhiên, sự hưng phấn của Juve đã giảm bớt sau hai trận hòa không bàn thắng liên tiếp với Roma và Empoli. Dù thế, Juventus vẫn có sự lạc quan khi đã giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp. Hàng công có thể chưa vào form nhưng bà đầm già cho thấy họ là một đội bóng thực sự khó bị đánh bại. Trong ngày trở lại Champions League, Juventus sẽ đụng một đối thủ đáng gờm là nhà vô địch Hà Lan PSV Eindhoven. Ở mùa giải năm ngoái, PSV đã vượt qua vòng bảng trước khi bị Dortmund loại ở vòng 16 đội. PSV Eindhoven sẽ có lần thứ 18 tham dự Champions League, ngang bằng kinh địch Ajax và họ sẽ hành quân đến Italia với sự tự tin rất lớn nhờ phong độ cao trong thời gian gần đây. Ở mùa giải năm ngoái, PSV đã lên ngôi vô địch Hà Lan sau 3 mùa giải về nhì liên tiếp. Huấn luyện viên Peter Bosz giúp PSV thắng 29 trong 34 trận ở giải vô địch Hà Lan mùa trước, chỉ thua đúng một trận. Thành tích 91 điểm của PSV là kỷ lục mới ở Hà Lan, vượt qua thành tích mà Ajax từng lập nên vào năm 1998. Mùa này, PSV cũng khởi đầu với tốc độ cao khi thắng cả 5 trận ở giải Hà Lan, ghi 20 bàn và chỉ thủng lưới 3 họ thắng với cách biệt ít nhất hai bàn trong mỗi trận đấu. Tính từ mùa giải năm ngoái, PSV đã thắng 11 trong 12 trận ở giải vô địch Hà Lan. Nhưng dĩ nhiên là vươn ra sân chơi châu Âu là một câu chuyện hoàn toàn khác. PSV chỉ thắng một trong 17 trận gần nhất làm khách ở đấu trường Champions League, thua tới 11 trận. Vì vậy, chuyến hành quân tới thành Turin sắp tới hứa hẹn ẩn chứa vô vàn cạm bẫy với PSV Eindhoven. Đội chủ nhà Juventus được đánh giá cao hơn ở trận đấu này và hứa hẹn sẽ có thế trận vượt trội thành tích của Juventus trong thời gian gần đây không tốt nhưng họ cũng đang có chuỗi 4 trận bất bại. PSV Eindhoven làm bá chủ ở giải Hà Lan nhưng phong độ trên sân khách không được tốt. Sân nhà ở đấu trường châu Âu cũng mang đến lợi thế lớn và PSV rất có thể phải hứng chịu thất bại. 3 trận gần nhất của Juventus có từ hai bàn trở xuống. Hai trận gần nhất của PSV Eindhoven cũng thuộc dạng có ít bàn thắng. Hàng công của Juve đang cho thấy những vấn đề với hai trận tịt ngòi liên tiếp. Vì vậy, không dễ để trận đấu tới chạm mốc 3 bàn. Juventus là đội cửa trên và nắm thế trận toàn diện nhưng kiếm phạt góc không tốt. Ở 3 trận gần nhất, Juve chỉ kiếm được trung bình 2,7 quả góc. Xét rộng hơn trong 10 trận thì Juve kiếm được trung bình 3,7 quả góc. Do đó, trận đấu tới có lẽ khó bùng nổ phạt góc.